nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Mấy đồ chơi này chán quá. Ước gì mình có đủ vui hơn để nghịch. Hey, đó là Puppet à? Lấy một cái đi. Cái nào nhở? Không, tớ không muốn chơi Puppet. Thật khó chịu, phải có gì đấy chứ. Biết rồi, thế còn... đưa cho tớ mấy cái pop tube đó đi. Cỏ giãn ghê nhở. Tớ muốn có thêm. Dài ghê. Nó đâu mất rồi? Sao cậu không thử cái này? Ống hút á, nhưng mà... Xem này, đầu tiên tớ cắt bỏ phần đầu, sau đó là phần đuôi. Xong rồi, pop tube mini. Wow, cầm lấy này. Mình cứ như người khổng lồ ấy. Nhìn nó giãn ra nè. Vui đúng không? Đúng vậy. Lấy cái nữa đi. Thôi nào, gần được rồi. Này, bố pha cacao cho con nè. Cảm ơn bố, con có cái này rồi ạ. Nhưng... Thôi không sao. Yay, được rồi. Nhìn xem bố tìm thấy gì này, muốn chơi không? Không phải chứ, con hơi bận bố ạ. Được rồi, tập trung nào. Muốn ném bóng chảy không cục cưng? Bố, con đang chơi dở ván game. Hẳn rồi, xin lỗi con. Chuyện gì vậy? Chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Phím W của mình đâu rồi nhở? Ôi không, sao chuyện này lại xảy ra cô chứ? Có chuyện gì thế? Để ông bố giả xem cho nào. Bố hiểu rồi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Bố ư? Đã đến lúc để bố tỏa sáng rồi. Wow. Đứng qua một bên nào. Bố có cái này. Dùng bút 3D cho những phím bị hỏng. Vẽ lên vẽ xuống sao cho phủ hết phím luôn nhé. Sau khi lớp vỏ đầu tiên khô đi, hãy dùng nhựa màu trắng để viết chữ cái. Chữ đẹp đấy chứ. Như mới luôn, nhìn không tệ nhở. Thử xem nào. Nhớ kỷ niệm ngày xưa ghê. Wow, bố chơi đỉnh thế. Tớ đói quá. Tớ cũng vậy. Muốn gọi gì không? Tuyệt luôn. Không có gì. Wow, giao hàng nhanh quá. Mình phải làm gì đây? Biết rồi, nhìn kìa. Chắc là sẽ không khó lắm đâu. Được rồi, tiền tươi luôn này. Đúng là thứ mình cần. Tôi sẽ nhận hàng. Suýt thì quên, đây ạ. Hào hứng ghê. Wow, nhìn này, tuyệt quá. Nhiều kẹo dẻo con gấu ghê, đổ vào đây đi. Ngon quá. Cậu nghĩ tớ có thể cho bao nhiêu viên vào miệng? Cậu đang làm gì đấy? Dừng lại đi. Mỗi lần một viên thôi, đừng có tham như thế chứ. Cậu chả vui gì cả, nhưng được thôi. Đợi chút đã. Tớ có ý này hay hơn nè. Chia kẹo dẻo vào nhiều bát. Sau đó nấu chảy. Rồi đổ kẹo dẻo lỏng vào ly. Để kẹo đông lại trước khi đổ thêm màu khác vào. Tiếp tục cho đến khi hết kẹo nhé. Wow, thạch cầu vồng. Yeah, nếm thử nào. Cảm ơn, tớ thử trước. Ngon quá, sao mình không nghĩ ra món này sớm hơn nhở? Đừng sợ, nhưng chuyện gì đây? Đứa nào đã lấy tiền của mẹ thế hả? Là ai? Để con giải thích ạ, nhưng mẹ có muốn thử miếng thạch trước không? Bữa sáng sẵn sàng rồi. Chào mẹ ạ. Chào buổi sáng con yêu. Mẹ sẽ làm cho con một bát ngũ cốc con thích nhất. Là món mà đứa con trai đang lớn nào cũng cần. Không được quên sữa. Ăn hết đi nhé. Ngũ cốc sao? Eo ơi, sao con phải ăn chứ? Mình có gì khác không nhở? Tô trái cây tốt cho sức khỏe. Được đấy, đây nè con. Sô-cô-la sao? Đưa đây cho mẹ. Ăn trái cây đi.
trái cây dở lắm, con muốn ăn sô-cô-la hơn. Lau mặt của con đi nào. Kẹo dẻo con sâu. Làm sao? Ở đâu ra vậy? Thôi bỏ đi, đưa đây cho mẹ. Vâng ạ. Mấy cái này vứt hết vào thùng rác. Mình đã cố hết sức vì thằng bé. Cái gì vậy? Chà chà, nó cho mình một ý tưởng. Đổi trái cây xay nhuyễn vào đầy khuôn. Dùng nhiều loại trái cây như táo và dâu. Khi khuôn đầy, cắm que kem vào. Bỏ vào tủ đông để nó cứng lại. Lấy ra khỏi khuôn này và sau đó bỏ vào khuôn lớn hơn. Đổ sữa lên que, sao cho bao phủ hết luôn nhé. Bỏ lại vào tủ đông. Phủ lớp sô-cô-la lên que kem. Sau đó thì rắc sprinkles. Que kem thơm ngon bổ dưỡng cho bữa sáng đây. Con sẽ không phải ăn trái cây hay ngũ cốc nữa đâu. Thử món này đi. Thật hả mẹ? Ngon quá. Đây là bữa sáng tuyệt nhất. Ngon quá mẹ ơi. Của tớ. Cậu điên à? Ốp của tớ mới là đẹp nhất. Của tớ. Không, của tớ. Của tớ. Của tớ. Của tớ. Của tớ. Chào các cậu. Tớ cần chỗ ngồi. Được rồi, lấy đồ ra thôi. Các cậu vẫn tiếp tục tranh cãi sao? Nhìn này dễ thương quá. Không, cái này đẹp nhất. Rất ngầu luôn. Ốp điện thoại của mình thì hơi chán. Ốp Puppet kia cho mình một ý tưởng. Tất cả những gì mình cần là ít màu vẽ và cái ốp này. Đổ màu vẽ vào phần trong của ốp Puppet. Như này nè. Dùng màu khác nhau cho mỗi phần nhé. Sau khi xong, hãy gắn điện thoại của bạn vào ốp. Chờ cho đến khi màu khô lại rồi gỡ ốp ra. Wow, kết quả thật tuyệt. Xem này. Wow, nhìn màu sắc kìa. Làm cho tớ với. Không cho tớ. Tớ sẽ làm bài tập về nhà cho cậu. Tớ sẽ làm. Ngoan nào Jared, để chú nhiếp ảnh gia nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai này. Nhưng mẹ ơi, ở đây có quá trời đèn luôn. Này, cái gì vậy? Mẹ ơi, con không muốn chụp đâu. Không sao đâu con yêu, con không cần lo lắng gì cả. Mẹ sẽ đứng ở ngay đây nhé. Vâng ạ. Cái gì? Mẹ ơi. Không sao mà Jared. Thôi thế này nhớ, mẹ sẽ ở sát bên con. Chà, mẹ đứng sau tấm vải này. Con không chắc nữa mẹ ơi. Mẹ. Mẹ vẫn ở đây. Oh, ok. Chụp nhanh nhanh đi anh trai ơi. Thế nào? Nhớ chụp góc mặt đẹp của tôi nhé. Thử kiểu hài hước nhé. Oh yeah, bự con. Nhìn bắp chuột của anh đây. Cho tôi xin vài tấm được không? Chờ chút. Chụp một bức ảnh hai cha con mình nào. Lại đây con yêu. Có nhất thiết không vậy bố? Cười với chú cảnh sát đi nào. Các màu sắc thật hài hòa với nhau. Tác phẩm đỉnh cao là đây. Bức tranh thật sống động. Mẹ ơi, mẹ xem này. Con sẽ trở thành vận động viên trượt ván. Ngầu nhở. Cũng được đó bé à. Nhưng trước hết con sẽ cần một vài thứ. Hả? Ý mẹ là sao cơ ạ? Này, con thích mũ này. Con sẽ cẩn thận không làm mất. Chiếc mũ này sẽ bảo vệ đầu của con. Dạ mẹ, con đi đây. Từ từ đã. Con còn quên một thứ này. Mẹ, thế thì đâu còn ngầu cháy phố nữa. Không cãi mẹ Jared. Đứng im nào. Có cần thiết không vậy ạ? Cần tác vụ áy náy mà. Nhìn con như cục kẹo dẻo ấy mẹ ạ. Nực cười chết đi được. Con hứa sẽ cẩn thận mà mẹ. Con đi được chưa ạ? Ok, con đi đi. Woohoo, đỉnh của chóp. Con đang lao đi như gió. Từ từ thôi, nhớ chứ. Con thấy gió đang thổi qua tóc. Con đang làm tốt lắm con yêu. À, lại một ngày lười biếng. Được của nó. Bố ơi, xem đồ trượt ván xịn sò của con này. Con có mọi thứ cần thiết rồi. Gì cũng được. Nhưng mà chiếc ván dễ thương đấy. Đưa bố xem nào.
Hồi xưa bố cũng chơi đấy, chơi két lẹt luôn nhá. Oh yeah, nhìn mà xem. À, thứ xoay xoay, bánh xe, đúng rồi. Kìa bố, ván trượt của con mà. Bố mượn một chút xíu thôi. Woohoo, bố đang đùa con à, bố chơi cả sáng rồi đấy. Ngon hết sảy, quả là một món quà cho vị giác. Bố, bố, có chuyện khẩn cấp rồi, con bị mọc mụn. Con phải làm gì bây giờ, tối nay con có cuộc hẹn với Kevin. Ừ, công nhận thằng Kevin đẹp trai, bố xử lý trong vòng một nốt nhạc, cách này rất hiệu quả với bố. Hả, bố đang làm gì vậy, đừng có đưa tay lại gần con. Vậy con có muốn bố giúp không hả? Ngồi im, bố có chắc là được không? À, cục mụn này cứng đầu quá, để bố nghĩ xem. Phải bóp mụn thôi. Ngồi chắc nhé. Tin tốt là con không có một cục mụn. Tin xấu là con có những bà cục mụn. Bố đang đùa con ạ, tất cả là tại bố. Bình tĩnh đã nào. Tất nhiên, dễ ợt thôi mà. Bố có cách này hay lắm. Thế này thì khỏi phải xấu hổ vì mụn. Chụp túi giấy vào đầu là xong, có thấy mụn nữa đâu nào. Cái này sao ra ngoài ạ? Làm sao? Sao mà không được? Đi chơi vui nhé bé con. Hôm nào mời Kevin qua nhà mình chơi nhé. Đi đi con, nhanh không muộn bây giờ. Mình lại làm được rồi. Con gái nhỏ của mình lớn lắm rồi. Tiếp tục thưởng thức. Oh wow, bài viết này cảm động quá đi. Phew, trò này thật tuyệt vời. Có phải một cục mụn không? À vâng, đúng ạ. Nghe con nói như thể không có chuyện gì ấy. Phải loại bỏ cục mụn ngay. Không sao đâu con yêu, có mẹ ở đây. Mẹ đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Chắc chắn mẹ có dụng cụ cần thiết ở đây mà. Chắc dùng xi lanh này được đấy. Không, mình nghĩ gì cơ chứ. Mình đang hoảng hốt, phải trấn tĩnh lại thôi. Có gì to tát đâu ạ. Mẹ phải làm gì bây giờ, chẳng còn gì nữa. Mẹ xin lỗi con Jared. Con đã bảo là không sao mà. Khoan, mẹ cần gọi một người bạn. Làm ơn nghe máy. Có người gọi. Alo. Mặt mụn sao? Ôi không, nhưng tôi có một mẹo nhỏ, hãy dùng kem đánh răng. Mọi chuyện đều được kiểm soát Jared, chờ mẹ một chút, mình phải nhanh chóng hành động. À ha, chuẩn không cần chỉnh, thứ này sẽ giúp xóa mụn. Thật không á mẹ? Chúng ta phải xử lý ngay, mẹ sẽ bôi kem đánh răng lên nốt mụn, cứ để đó một lúc, sau đó chỉ cần lau đi thôi. Vậy là mụn đã biến mất. Nhẹ cả người. Mẹ mới có vấn đề đấy. Mẹ cần thở cái đã. Chẳng gì bằng một bữa ăn thơm ngon bổ dưỡng. Mẹ ơi, con ăn kẹo có được không ạ? Đi mà, mẹ xinh đẹp. Ok, một cục thôi. Chứ ăn nhiều kẹo thì làm gì con bụng mà ăn tối. Đây rồi này. Cho con. Con muốn kẹo nào? Đây ạ, mới nhìn đã chảy nước miếng rồi. Sô-cô-la là điểm yếu của con. Tuyệt cú mèo. Nhớ đây nhé, một cục thôi. Kìa mẹ, một cục thôi sao mà đủ? Chẳng công bằng gì cả. Không sao đâu, con có thể ăn trái cây này. Ăn táo cũng ngon lắm đấy. Con chỉ muốn ăn kẹo thôi. Không, không ăn kẹo nữa. Không có kẹo thì mẹ quên con đi. Trời ơi, lại ăn vạ nữa rồi. Mình phải giấu kẹo kỹ hơn mới được. Rồi lại đòi cho xem. Mayo làm mình nghĩ ra một ý. Đầu tiên mình cần đổ hết kẹo ra. Tạm thời mình sẽ để kẹo sang một bên đã này. Bây giờ thì sáng tạo thôi. Mình cần bọt biển và sơn màu trắng. Mình sẽ chấm nhẹ sơn vào bên trong lọ. Mình sẽ tạo một lớp sơn thật mịn. Tính mình vốn thích vẽ vời mà. Mình sẽ chấm sơn kín mặt bên trong của chiếc lọ. Vậy là được rồi. Giờ mình chỉ cần chờ cho sơn khô. Sau đó thì bỏ kẹo trở lại thôi. Jared sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy kẹo nữa. Đóng nắp lại này. Nhưng vẫn còn một việc nữa. Mình sẽ dán nhãn mayo trên lọ. Hoàn hảo luôn. Bây giờ mình sẽ cất vào tủ lạnh. Thằng nhỏ sẽ chẳng tìm thấy ở đây đâu. Mình phải nghĩ ra cách này sớm hơn chứ. Chỉ có cách này mới ngăn được thằng nhỏ. Và giờ mình có thể thư giãn. Có ai không ta? Yeah, mẹ đi rồi. Kẹo là của mình hết. Nhưng vẫn phải cảnh giác cao độ. À ha. Kẹo ơi, đâu mất rồi? Mất rồi. À, ra là thế hả? Mẹ nghĩ mình thông minh lắm. Mình biết nó ở trong này. Hả? Mình chờ một chút đã nào. Lọ gì đây ta? Một lọ mayo siêu to khổng lồ. Uệ, mình ghét mayo. Thôi cất lại vào tủ lạnh. Mẹ giấu kẹo ở đâu được nhỉ? Thôi thì đành chấp nhận số phận. Ok, quả táo. Đành ăn cho đỡ buồn miệng. Không tin nổi mình lại phải ăn táo. Ngủ đã mát quá.
Cái quái, Madison, con đang làm gì vậy? Vứt kẹo tùm lum, sao con dám bày biện như thế hả? Ít nhất cũng phải dành ít kẹo cho bố chứ. Tuyệt vời ông mặt trời. Giờ mình lại phải dọn dẹp cái đống này. Và mình ghét dọn dẹp, nên mình có một kế hoạch. Tạm biệt này, không được ăn kẹo nếu chưa trả tiền. Mình cần thêm sô-cô-la. Hả? Đâu mất tiêu rồi? Con có thể ăn trái cây, miễn phí đấy. Khoan, chuyện gì vậy trời? Ơ, con đang dùng máy mà. Không được nữa. Bố nghiêm túc ạ? Nước á? Không đời nào. Bố, mình thương lượng được không? Con làm gì có tiền mua mấy thứ này? Phải làm thì mới có ăn, có chịu không nào? Dọn dẹp, chán ỏm, nhưng con rất thích tiền. Được, chấp nhận kèo này. Rồi con sẽ cần cái chổi này, nhớ quét dọn cẩn thận đấy. Thực ra làm bố cũng không khó lắm. Mình nên viết một cuốn sách. Quyển này đọc bánh cuốn thật. Ừ, kể cho tớ nghe coi. Khoan, đúng là cậu rồi kìa. Daddy hả? Trời ơi, lâu lắm rồi ý. Quán này được đó nha. Đồ dễ thương phết đấy chứ. Ủa ơi, nhìn cái túi hiệu kia kìa. Ôi mẹ ơi, cái túi xách đó đẹp ngất ngay con gà Tây luôn. Ôi, không, đứng hòng. Nhanh nào, của tôi. À thế à? À thế làm sao mà à? Tôi thấy trước ok. Của tôi rồi, bye bye nhá. Đời đúng là không công bằng. Đi thôi. Nhưng con thích bộ Lego này lắm mẹ ơi. Khoan, cho mẹ xem cái hộp nào. Mẹ biết phải làm gì với cái này rồi. Đi thôi. Bắt đầu với nền như thế này, rồi thêm từng khối lên trên này. Chọn màu khác nhau nhé. Giờ tạo thêm vài hình nữa. Đã đến lúc lắp chúng vào với nhau rồi. Giống như túi xách luôn. Lấy thêm các mảnh này, phun keo nóng ở rìa và dán một cái giải nỉ dài lên đó. Nó sẽ giúp chúng ta gập hai mảnh lại. Vậy thôi à, thấy không? Nó sẽ che phần thân của cái túi. Và đừng quên dây xích nha. Nó khớp vừa vặn phần Lego hai bên này. Xong rồi. Cái túi đẹp quá trời quá đất đó của nhãn nào vậy? Mình chưa bao giờ thấy cái túi nào xinh như thế luôn á. Là bà chị trong tiệm hồi nãy đấy mà. Liệu chị ấy có chịu đổi với mình không ta? Buồn làm gì em gái ơi. Tối thứ bảy mà thiếu chuyện của bà là không được đâu. Bà còn giữ những thứ này luôn này. Mình còn nhớ món quà này, tuyệt thật đấy. Lại quảng cáo nữa. Bà tua nhanh đây. Rõ ràng mình để điều khiển ở đây cơ mà. Sao nó chạy ra kia được cơ chứ? Lại phải nhấc mông dậy rồi. Bà ơi, bà có sao không ạ? Bà đã sống sót qua hai cuộc chiến đó nha. Nhưng cái đèn thì tiêu tùng rồi. Đèn yêu quý ơi. Hả? Bà thích cái đèn ấy ạ? Con rất tiếc ạ. Mà có lẽ còn có cách đấy bà. Đấy, tụi mình cứ xây lên là được. Ghép tiếp vào các rìa cho cao thật cao nhá. Đừng lo, không lâu nữa đâu. Nhớ gắn chặt các miếng với nhau nhá. Sao bà lại long ngóng thế cơ chứ? Con đang cầm cái gì đấy? Cho đèn của bà sao? Phải có cả bóng đèn nữa ạ. À, bà xem này. Bật điện lên là được ạ. Cháu cưng của bà giỏi quá đi. Để con xử lý cái này cho bà nha. Mắt không thấy thì tim không đau nữa rồi. Loại cà phê này thơm ghê. Gì vậy trời? Sao chìa khóa lại ở đây? Lêu lêu, dính trưởng rồi. Chỉ cần dọn mấy thứ nữa là xong. Hả? Con bé này tưởng nó hề hước lắm à? Được rồi, con sẽ biết tay với mẹ. Chào bé yêu, đi học vui không con? Chết, chìa khóa của mẹ kìa. Bé đi à, chìa khóa không phải đồ chơi đâu. Nhưng con làm mẹ nghĩ ra một cách hay rồi. Phải nói là đỉnh của chóp luôn đấy.
lấy một miếng Lego lớn, gắn tượng Lego nhỏ lên trên, và xong. Đó, thế thôi. Giờ thì treo Lego lên tường. Không còn lo bị mất chìa khóa nữa rồi. Giữ chìa khóa hộ tôi nha. Đằng ấy có gì vậy ta? Sao mà cao quá vậy trời? Chán dễ sợ. Mẹ còn chưa hỏi mượn hình Lego mà. Thành công mỹ mãn luôn nhớ. Ok là đến giờ trang điểm rồi. Làn da trắng hồng chào đón ngày mới này. Quá xinh. Và cuối cùng không thể thiếu này. Trang sức xinh. Ủa, đúng đôi mình thích nhất nữa chứ. Liệu có cứu được không đây? Bé có sớ dớ gì vào đồ của chị không đấy? Khuyên tai của tôi. Không phải đồ chơi đâu nhá. Hả? Nào nào, đưa đây cho chị. Nhanh lên, đưa trả chị mau. Cứng đầu quá đi mất. Thế thì chị cũng lấy đồ của em. Ơ kìa, không cho. Nhìn cũng sặc sỡ đấy chứ. Hình như mình nghĩ ra trò hay rồi. Lego có thể trở thành nữ trang xinh xắn đấy. Chưa xong đâu. Dễ thương nhở. Đồ tự chế lúc nào cũng là nhất. Đã thế còn không lo đụng hàng nữa chứ. Thế sao nào? Em cũng muốn khuyên tai giống chị. Không. Ai nhắn vậy ta? Ủa, mình có hẹn à? Thế này sao đi được? Mình phải đi trang điểm ngay. Ôi, gì vậy trời? Ai vứt Lego lung tung thế này? Dẫm phải Lego đau khủng khiếp ý. À mà thôi, phải nhanh lên. Kem nền không biết đâu rồi ta. Cọ gì mà nhìn chán dã man. Mút trang điểm này cũng không khá khẩm gì hơn. Khoan, mình nghĩ ra cách rồi. Lấy một miếng Lego nền và tạo đường viền xung quanh. Chuẩn. Làm tương tự với vài miếng khác. Rồi đặt một miếng to lên trên. Đừng lo nhá, tụi mình sắp xong rồi. Thấy các khu vực khác nhau không này? Mảnh này trở thành một ngăn kéo rồi. Tạm biệt cọ bẩn trong phòng tắm nhá. Gọn gàng thế này thì còn gì bằng chứ. Vui ơi là vui luôn. Anh yêu tới, phải thần tốc mới được. Làm ơn đừng đổ. Thật đấy hả? Hộp Lego dở hơi ghê. Đừng hòng phá hoại buổi xem phim của mị nhá. Snack đã chính thức sẵn sàng. Đang xem dở đến đâu rồi ta? Cày tiếp thế nào? Mỏi tay quá. Cái lon. Kìa. Hay là lấy hai cái lon đi. Được không ta? Chán như con rán thật sự. Hay là thử dùng cái hộp kia nhở? Đôi khi phải thật sáng tạo đấy mọi người. Bắt tay vào việc nào. Lấy điện thoại ra khỏi ốp đã nhá. Cắt Lego cho khớp với ốp này. Rồi dán nó lên trên. Giờ dùng miếng nhỏ hình tròn này gắn vào chính giữa. Giống như pop socket đấy. Đẹp muốn xỉu luôn. Đã xong. Cày phim tiếp nào. Chuẩn, không cần chỉnh. Đã xem phim hài là phải có snack nha. Jenny ơi, con muốn xem một thứ cực ngầu không? Anh chào bố, có ạ. Hãy xem nè. Xịn sò nhỉ. Bố, bố làm sao hay vậy? Bố giỏi quá. Bố không thể nhận hết công lao. Con muốn thử nó. Chắc con, chắc con. Sẵn sàng chưa? Bong bóng đang đến đây. Không đây nào, đó là điều tuyệt nhất con từng thấy. Pop, 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 pop. Con nữa. Bắt lấy bong bóng đi nào bé con. Đẹp quá đi. Đây nè, con thử đi. Wow, chắc
trách nhiệm thật lớn lao. Nhìn bóng bay kìa, con có thể làm cả ngày. Cậu ấy làm như thế nào? Khoan, băng bóng bay ra từ mông của cậu ấy. Điều này thật điên rồ. Con cũng làm được. Bố có muốn xem không? Không, không, thôi thôi. Đừng làm vậy Sunny. Quá mặt rồi. Bố đã cố cảnh báo con. Ai chẳng làm thế. Con sẽ nhường việc cho cậu bé này. Không có mùi hôi gì cả. Con phải nói. Mẹ ơi, mẹ xem chân của con nè. Không, xem của con chứ. Wow, cả hai đều rất giỏi. Mình có hai họa sĩ tài năng. Bravo, quả là kết tác. Để mẹ xem nào. Cảm ơn con yêu. Wow, bạn đã bao giờ thấy thứ gì như này chưa? Chúng xứng đáng được treo lên tường. Mẹ muốn ngắm tranh mỗi ngày. Là mẹ ngạc nhiên nhé. Ý hay đấy. Mẹ sẽ thích cho coi. Đây là tác phẩm lớn nhất của mình. Tiếp tục nào. Gì nữa ta? Cái bàn. Trắng trơn mà. Mẹ về rồi hai đứa. Chuyện gì vậy? Mẹ ơi. Căn nhà tuyệt đẹp của tôi bẩn hết rồi. Hai đứa đã làm gì? Hả? Chuyện gì vậy trời? Đây đúng là thảm họa. Thật không thể tin nổi. Mình có một ý tưởng. Chuẩn, mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm. Thứ này sẽ giải quyết mọi vấn đề. Bắt tay vào việc thôi. Mình sẽ bọc màng lên toàn bộ các bề mặt. Nó có chức năng như tấm chắn bảo vệ. Mình sẽ bọc lên trên tường. Giờ các con có thể vẽ lên tường và bàn. Đây là bẫy à? Kệ, mình sẽ thử xem sao. Vui quá đi mất. Mình gọi đây là giai đoạn màu xanh. Woohoo! Cứ kệ con. Ủa, ai mà nói gì à? Chắc là không có gì. Hôm nay là ngày tuyệt nhất. Mình không muốn nó kết thúc. Nhìn đi nè mẹ ơi. Con làm rất tốt con yêu. Mình không cần phải trang trí lại. Này, nhà mình thấy lạ lắm à nha. Bố rất thích. Cảm ơn mẹ. Không có gì đâu các con. Mẹ là nhất mẹ ơi. Sơn của con đâu ạ? Cú đánh tuyệt vời Sunny. Hãy nhớ nhé, đánh cẩn trọng. Đúng rồi. Chúng phát mồ luôn. La 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 la. Wow, khán giả nhiệt tình quá. Solo nào. Quẩy lên. Lại đây bạn cá ơi. Chờ chút, có cá cắn câu rồi. Kéo nó vào. Wow, nó đang dễ dội kìa. Chạm, bố đuổi đi. Đừng hằng bắt được con. Chân tay chậm chạp quá. Quay lại đây. Bố phải ngồi nghỉ đã. Bố không còn trẻ khỏe như xưa. Nhưng con đang chơi vui mà. Nhưng không sao. Đeo lên đi bố ơi. Wish, wish. Bố sẽ xem con. Hả? Ôi thôi mà. Đứng chỉ ngồi đó. Bố ơi, làm gì đó đi. Chỉ cần đợi bố một chút thôi Sunny. Nhưng bố ơi. Khoan, phải kiếm đồ cho nó chơi. Hả? Gì đây? Cái này trông thật thú vị. Mình sẽ đặt nó ngay đây. Mình sẽ chuẩn bị mọi thứ. Mình sẽ lấy cả đồng bút và bắt đầu vẽ thôi. Nhưng mình cần hình mẫu. Ôi, cái này ổn đấy. Mình sẽ đặt đĩa vào đây. Rồi xoay nó đến khi tìm thấy hình ảnh mà mình muốn. Không, 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 không đẹp. Mình sẽ thử một đĩa khác. Không biết trên này có gì nhỉ? Wow, hãy nhìn kìa. Những cái vật này rất dễ thương. Chuẩn không cần chỉnh. Có lẽ tắt đèn sẽ tốt hơn. Mình chỉ cần vẽ đè lên hình ảnh. Dễ ơi là dễ. Bức tranh sẽ rất đẹp. Mình để hở ra các đống. Giờ thì tô vào trong nè. Mình chỉ cần tô bên trong đường viền. Sau đó tô bên trong. Dễ thế xỉu. Đó, xong rồi. Hoàn hảo luôn. Bố ơi, nhìn đi nè. Bố, thức dậy đi. Ôi trời, bố đang cần ngủ mà. Mình sẽ vẽ một hình khác. Con voi nè. Lần này sẽ hơi khó. Quả là một cuốn sách thú vị. Chào em yêu, các con đang chơi đấy. Cưng quá đi.
muốn chơi một trò vui không? Mẹ gọi nó là dọn dẹp. Các con sẽ thích nó đấy. Hả? Có gì đâu mà vui. Ôi, rơi gì vậy? Ừ, bừa bộn dã man. Con đã bảo bố dùng đĩa rồi mà. Việc chẳng bao giờ kết thúc. Mệt cả người. Mình thà đi nha sĩ còn hơn. Đã xong chưa vậy? Còn lâu mới hết. Cứ như forever vậy. Nói đi tập trung dọn dẹp. Thế nào rồi? Mà chờ một chút, vẫn bừa bộn y như cũ. Các con làm gì vậy? Chuyện này không theo đúng kế hoạch. Khoan, mình có một kế hoạch. Mình sẽ dùng băng dính. Chuẩn, ok đấy. Các con, ngồi ngoan nhé. Chúng con xin lỗi ạ. Hả? Ồ, không sao đâu. Đưa cánh tay ra. Tin mẹ đi, mẹ sẽ quấn băng dính xung quanh bàn tay. Chỉ vậy thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cuối cùng mẹ cũng phát điên rồi. Mẹ hứa là sẽ rất vui. Bây giờ mẹ sẽ cuốn băng dính quanh người con. Ở yên đó, sẽ không lâu đâu. Mẹ chỉ cần đảm bảo mặt dính hướng ra ngoài. Vậy là được rồi. Giờ sao ạ? Ấn băng dính vào đồ chơi của các con. Con hiểu rồi ạ. Bắt đầu. Này, ú là trời, đỉnh quá. Đồ chơi dính vào rồi. Mẹ đúng là thiên tài. Hay quá đi mất. Cứ như sống trong tương lai vậy. Các con làm tốt lắm. Woohoo! Mình đang cảm thấy chóng mặt. Nhìn kìa, nhặt sạch cả rồi. Gì đây? Dầu to rồi. Mình bắt đầu thích trò này rồi. Phải cuộn được tất cả. Là là, mình muốn làm lại nữa cơ. Wow, quá trời luôn. Xem con nè, đây rồi. Wow, nhà sạch bong sáng bóng. Mẹ rất tự hào về các con. Các con vất vả quá. Các con xứng đáng được thưởng. Wow, được đấy. Khoan, dì mép của tôi đâu rồi? Bố tìm cái này à? Này, trả bố đây. Dù sao thì bố cũng cần cạo râu. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Chuyện hệ sự không thể chần chừ một giây. À ha, nghĩ ra mình cũng có snack. Chúng mình sẽ ở đây hơi lâu. Khoan, sắp được rồi nè. Chuẩn bị nè. Tớ xong việc rồi. Phải lo cái mông nữa. Giấy vệ sinh này thật mềm. Úi, quay lại đây. Jasmine. Xin chào, ta là thần giấy vệ sinh. Ok, kỳ quá ghê. Khoan. Cảm ơn anh bạn. Ta có một thứ cho các bé, hãy xem đây. Đó là gì? Ê, nhìn đi kìa. Không cần phải lau nữa. Giờ đây chúng ta chỉ cần nước. Nhọn quá đi. Vậy là sạch sẽ rồi. Ok là đấy. Chắc chắn rồi. Gấu bông mềm mại và dễ thương quá. Bạn thân của con đó. Cậu làm tớ rất hạnh phúc. Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Hôm nay trời đẹp quá, rất hợp để dã ngoại. Sốt sô-cô-la này trông thật ngon. Chưa gì mình đã chảy nước miếng. Chỉ muốn ăn thử ngay. Mẹ có món này ngon lắm nè. Con cảm ơn. Con cũng thấy hơi đói rồi. Của con nè, ăn đi. Ôi không, con làm gì vậy? Không như mẹ nghĩ đâu ạ. Mẹ phải đoán được chứ. Đưa cho mẹ. Nhưng của con mà. Cuộc sống tàn á. Đừng con vạ nữa. Để mẹ lau miệng cho. Mẹ mà mình nhớ mang khăn ướt. Ngồi yên. Quá chậm. Con chỉ muốn khóc thôi. Con bé quá nhưng mà. Chắc phải có cách gì khác chứ. Chờ chút, gì đây? Giấy vệ sinh có thể giải quyết vấn đề. Thử thôi mất gì. Hãy xuất hiện đi. Hả? Ánh sáng gì kia? Chắc là không có gì đâu. Gọi chế à? Có vấn đề gì thế hả? Quân. Mẹ, chúng mình có nên bỏ chạy không? Ta có một thứ đặc biệt cho con. Hãy xem anh bạn nhỏ này. Nhìn mà xem, cậu ấy thật đáng yêu. Nhưng đợi đã, còn nhiều hơn thế. Bé có thấy không? Băng bóng bắn ra từ mông của cậu ấy. Wow, hay quá đi mất. Đó là điều tuyệt nhất con từng thấy. Cầm đi nè, con thử đi. Wow, thật á? Con cứ giữ lấy nhé.
Cảm ơn chế, em tự xử lý được. Mình phải nhanh mới được. Tạm biệt nhé. Chuẩn bị nè. Wow, một nghệ sĩ thực thụ. Không biết mình có thể làm thế không? Mình sẽ thử làm vậy sau. Ôi không, không được. Đó, con lại sạch sẽ rồi. Đây, ăn bánh đi con yêu. Từ từ, từng bước một thôi. Việc này khó hơn mình tưởng. Mình thừa sức đi được mà. Wow, sai bước nào. Chuẩn bị xong rồi. Đi tiệc thôi. Tôi cảm thấy rất lộng lẫy. Suýt thì ngã lộn nhào. Màu này rất hợp với tớ nè. Còn tớ thì sao? Tớ thấy mình thật quyến rũ. Chẳng gì bằng đi quẩy với bạn thân. Còn thiếu gì đó. Này Jasmine, tự mình cần trang sức. Hả? Ý hay đấy. Wow, quá trời luôn nè. Nhìn đã quá. Đeo gì ta? Tớ thích cái này. Chắc mẹ không phiền đâu. Cậu thấy thế nào? Đẹp lắm. Thích thật đấy. Còn gì khác không nhỉ? Ê Lily, xem tớ có gì nè. Đẹp quá đi mất. Wow, tớ muốn nó. Gì cơ? Không. Tớ nhìn thấy trước. Thả ra. Ôi không, không ổn rồi. Chúng mình phải làm gì bây giờ? Hoảng loạn. Thôi xong đời rồi. Chết mất thôi. Mẹ sẽ cho tớ nhiều đòn mất. Tớ sẽ không bao giờ chơi trò lên đồ nữa. Thế là hết. Mất rồi. Chúng mình không thể làm gì được. Jasmine, đánh cái kìa. Tôi không được nghỉ ngơi à? Công việc của thần giấy vệ sinh không bao giờ kết thúc. Có chuyện gì hả? Dây chuyền bị rơi xuống lỗ thoát nước rồi. Giúp tụi em với. Rồi, nhìn đây nè. Thế nó có quen không? Wow, anh làm sao hay vậy? Đưa cho em. Sao mà thần kỳ quá vậy? Chúng ta cần đảm bảo điều này không xảy ra một lần nữa. À ha, biết rồi. Cần cái này. Gì cơ? Cái cục đó có gì mà ấn tượng? Cứ chờ đi. Mấy nhóc sẽ ngạc nhiên. Tin ta đi. Cái gì vậy? Đừng nhìn tớ. Thật hả? Đặt nó vào bồn rửa. Nó sẽ chặn cho đồ không rơi xuống cống. Ta phải đi rồi. Ồ, tớ hiểu rồi. Bỏ cái này ra nè. Và đặt cái này vào bồn rửa. Có cái này rồi, không cần phải lo đồ rơi xuống cống. Giờ thì quẩy lên nào. Oh yeah. Ôi không, đồ trang sức. Không sao đâu, đã có nút chặn rồi. Chúng ta không cần lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Xem tớ nhảy nè. Tớ thấy hăng lắm luôn. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất. Tớ cứ muốn chơi mãi thôi. Tớ cũng vậy. Hôm nay chơi vui xỉu. Mình háo hức đi hẹn hò ghê. Bắt đầu chuẩn bị thôi. Mình muốn làm tóc thật đẹp. Nhưng trước tiên phải sấy khô cái đã. Ok rồi. Tối nay chắc chắn sẽ rất lãng mạn. Còn bao nhiêu thời gian nhỉ? Không, không thể nào. Muộn mất rồi. Phải nhanh lên mới được. Đang vội ơi là vội. Đợi đã. Mình có một ý tưởng. Đúng thứ mà mình đang cần. Này thần giấy vệ sinh. Dạng khoái ghê. Quân, đây không phải bãi biển. Lại là nhóc. Có chuyện gì? Hiển nhiên quá rồi mà. Nhìn em nè. Em đang đùa à? Được rồi, lấy cái này đi. Bắt lấy. Quần legging. Em sẽ phải làm gì với cái quần này? Anh ấy bị khùng rồi. Hãy nghe cho kỹ này. Em hiểu. Wow, cảm ơn. Ổn áp đấy. Trước tiên mình sẽ vén tóc sang hai bên. Thế này thôi. Rồi tết tóc lại. Và làm tương tự ở bên kia. Bây giờ mình sẽ cuốn tóc xung quanh đầu và dùng kẹp cố định lại. Chuẩn không cần chỉnh. Tiếp theo mình sẽ đội mũ chụp tóc và kéo quần legging lên qua đầu. Cảm giác có hơi lạ nha. Mình sẽ phải giữ nó cố định. Buộc bằng khăn bandana là ổn. Mình sẽ cần máy sấy tóc cho phần tiếp theo. Mình sẽ bọc một ống quần vào đầu máy sấy tóc. Sau đó thì mở máy lên. Giờ thì chỉ cần đợi thôi. Jasmine, xin chào. Em có trong đó không? Cốc cốc. Anh ấy đã đến rồi sao? Ok, để xem tóc tai ổn chứ nào. Mong là ổn cả. Wow, trên cả mong đợi. Cứ như mình vừa từ salon về. Thích quá đi. Mình có mái tóc uốn mềm mượt. Đi chơi thôi. Anh đến rồi à? Tặng cho em nè. Em cảm ơn. Anh lãng mạn thật đấy.
Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Thư giãn chút nào, chơi game gì đấy ta? Nhìn được phết. Wow, mấy nhân vật này ngầu quá. Trông hay quá này. Bài báo này rất thú vị đấy. Mẹ ơi, chào con yêu. Công chúa nhỏ của mẹ sao rồi? Còn có gì đấy? Con vẽ tranh đấy ạ, mẹ xem này. Ôi con yêu, đẹp quá, đúng là tuyệt tác mà. Mẹ phải đóng khung mới được, tranh này phải ở trong phòng triển lãm. Con gái cưng của tôi vẽ đấy, đúng là tài năng hiếm có, tôi rất tự hào về con bé. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hả, quá là đẹp tuyệt vời đấy con yêu, mẹ sẽ treo tranh này lên tường nhá. Tuyệt vời ông mặt trời, thêm một tranh nữa vào bộ sưu tập. Cứ tiếp tục thể hiện trí sáng tạo của con nhé. Bravo. Ờ, mình thấy nhột nhột muốn hắt hơi. Không, hết rồi. Mình ghét bị ốm. Chắc là mình nên mua thùng rác, hoặc ai đó sẽ dọn chỗ này. Mẹ ơi, con vẽ tranh cho mẹ này. Mẹ đang chơi điện tử không thấy à? Mẹ ơi, mẹ ơi. Ôi trời ạ. Rồi, chơi một tí cũng không yên. Đây ạ, có cây cối và chim. Đưa cho mẹ. Đỡ rồi đấy. Oh, mẹ không có ý đó đâu. Không sao đâu, để mẹ lau. Ờ đúng rồi, mẹ sẽ dùng bã kẹo để treo tranh lên. Nhưng nhà có băng dính mà. Ít ra mẹ còn chịu treo lên tường. Ta-da. Hả? Hỏng bét rồi. Mẹ đã cố, xin lỗi. Mấy bài cô giao khó thật. Hả, mình biết câu này. Xoắn cả não. Ồ, con chào mẹ. Xin lỗi đã làm phiền con nhá. Mẹ chỉ muốn mang nước đến cho con thôi. Con gái mẹ học vất vả quá. Uống đi con. Con cảm ơn. Mình phải làm nốt. Mẹ ơi, tiếng gì mà ồn quá. Phải yên lặng. Yên lặng. Đã bảo yên lặng mà. Được rồi đấy. Ôi không, ngoài cửa. Gì nữa đây? Cứ để mẹ học đi con. Này này, đừng. Shh, có một thiên tài đang bận đấy. Biểu kiện à, cảm ơn. Ok, đẩy đếch thèm giao hàng cho nhà này nữa đâu. Yên tĩnh cho con. Ui da, mẹ xin lỗi. Mẹ để con một mình nhá. Mẹ mình quá tuyệt vời. Quá trời bài tập về nhà này. Mình biết làm rồi. Cũng không khó lắm. Con chào mẹ. Ai nói đây? Ui da, làm đổ cà phê rồi. Mẹ xin lỗi. Mẹ làm con phải viết lại đấy. Mẹ xin lỗi rồi còn gì. Yên lặng nghe chưa? Mẹ đang xem video đấy. Hài dã man con ngàn. Kênh này hài bá đạo. Mẹ ơi, con không tập trung được. Con cái mà thái độ thế đấy. Rồi, mẹ không xem nữa. Học ở nhà khó ghê cơ. Ê, nghe nhá. Chắc con không biết mẹ chơi rock nhở. Oh yeah, rock. Mẹ ơi, thôi mà. Khó ở thế. Xin lỗi. Giường ấm áp của mình. Đúng vậy, ấm quá đi. Chúc mẹ ngủ ngon. Trước khi con ngủ, mình đọc một câu chuyện nhé. Yeah, chuyện có công chúa ấy mẹ. Ngày xưa, có một anh hề hài hước. Sao mẹ lại dừng? Xin chào Betty, anh là hề Coco. Anh thích làm trò ngớ ngẩn. Yeah, đây là chuyện hay nhất đấy ạ. Một ngày nọ, anh gặp một bà mụ có phép thần. Wow, bà tiên đẹp quá. Con thấy buồn ngủ. Hổ, nhìn công chúa kìa, công chúa nhỏ của mẹ. Ngủ ngon nhé bé con. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ dậy đi. Mẹ ơi, đến giờ kể chuyện đi ngủ rồi. Mẹ. Hả, đây là đâu?
mẹ đọc truyện cho con được không ạ? Sách cơ, nhạt nhẽo, làm gì đó vui hơn đi. Mẹ kể chuyện ma nhó. Nhưng con sợ lắm. Có một mụ phù thủy thích ăn thịt trẻ con hay mẻ nghèo. Một con bù nhìn độc ác từng sống ngay tại đây. Ban đêm con vẫn nghe thấy tiếng nó. Ta đói bụng. Lùi lại. Phải nhẹ nhàng thôi, không được để mẹ nghe thấy. Mình muốn snack ngon ngon. Chẳng có gì trong này. Kẹo đâu hết rồi ta? Biết rồi. Chẳng có gì. Có khi mẹ chuyển sang đây. Bingo. Quá trời luôn. Con đang làm gì đấy quý cô? Bỏ kẹo xuống ngay. Đưa hết đây. Đừng có lén lút. Nếu còn muốn ăn, cứ hỏi mẹ. Ngon ngon. Oops, tí thì quên hộp kẹo. Suýt được. Mẹ yêu dấu đang không ở quanh đây. Để lộ ra là mẹ xử hết cho coi. Mình sẽ cất lên tủ này. Chẳng tin nổi mình phải làm thế này. Phải giấu kỹ hơn mới được. Đó, chắc là được rồi. Còn khướt mẹ mới tìm ra. Sô-cô-la, ngon hết sảy con nhà bà Bảy. Mẹ, mẹ làm gì thế? Chào con, mẹ ăn hết sạch sô-cô-la rồi. Không phải mẹ đâu, chứng minh đi. Mẹ ơi, con về rồi, con đi chơi vui lắm ạ. Bị đứt tay rồi, ôi. Mẹ ơi, con đứt tay. Con về rồi à? Sao thế này? Thôi chết! Mẹ đây, mẹ đây! Để mẹ nhìn xem nào! Chưa bao giờ con tôi chảy máu thế này! Đau lắm mẹ ơi! Làm sao bây giờ? Chỉ có một cách trong trường hợp này. Mẹ đang chơi điện đồ à? Đây là công việc cho mẹ y tá. Nghe là thấy không ổn rồi. Dán thêm chút băng dính và ổn áp rồi đấy. Con phải nằm xuống. Chắc còn sốc lắm. Mẹ ơi, cứu con. Con ngã, đau chết mất. Con lại làm sao nữa? Ôi, tuyệt đấy. Vậy con muốn mẹ xử lý vết thương à? Wow, sao chảy lắm máu vậy? Cầm hộ mẹ. Con là mẹ hơi choáng đấy. Không sao, chúng ta có giấy vệ sinh này. Nhưng con cần băng gạc cơ. Vớ vẩn, thế này là tốt rồi. Đấy, ổn mà, trả mẹ Bim Bim đây. Đúng là dở hơi cắm lợn. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ. Sao thế con yêu, nói mẹ nghe nào. Tại game này ý. Thôi bỏ đi con, không sao đâu, mẹ đây rồi. Game vớ vẩn thôi mà, đừng lo. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Bạn có muốn biến ống giấy vệ sinh thành một thứ gì đó đặc biệt không? Hãy đổ keo vào bát. Sau đó cho pom pom đầy màu sắc vào một bát khác. Phần này vui lắm này. Nhẹ nhàng ấn các quả bông vào ống giấy vệ sinh. Chỉ vậy thôi là xong rồi. Đẹp quá cơ. Và ta đã có hộp cắm bút chì cực xinh. Sẵn sàng đến trường chưa nhóc? Con chỉ cần soạn cặp thôi. Con sẽ cần sách này. Hay đấy. Và đây nữa. Ok. Đừng hại tôi. Ava, con đang làm gì vậy? Con chỉ đùa một chút thôi mà bố. Thư giãn đi. Ok, chắc là đủ hết rồi đấy. Đi thôi. Ôi không, nhìn mà xem. Bố ơi, mình phải làm gì bây giờ? Ca này khó đây. Nhưng bố đang nghĩ ra cách rồi. Đến giờ vào lớp rồi. Thôi bố, con tự mang đồ được mà. Này, đợi bố với. Nhục như con trùng trục. Cứ giả vờ là con với bố không quen biết nhau đi. Này, bọn nhóc nổi tiếng ở đâu vậy? Biết đâu bố có thể đi chơi với chúng. Không, không được vào. Đây là toilet nữ. Úi, suýt thì không biết giấu mặt vào đâu. Bố sẽ chờ ngoài này. Bố đi chưa? Biết ngay sẽ được mà. Cuối cùng cũng được tự do.
nhưng mình vẫn phải cảnh giác. Có vẻ ổn áp. Hứa, sẵn sàng vào lớp chưa? Bố thích khoa học. Đừng làm thế mà. Tuyệt vời ông mặt trời. Cảm giác như thấy mình hồi còn trẻ vậy. Còn chép bài tới đâu rồi? Con ổn ạ. Đáp án bị sai kìa. Bố, con biết rồi. Khó chịu với bố cơ. Ôi giời, thôi đi bố. Mệt muốn xỉu. Không tin nổi bố lại làm thế giúp mình. Căng thẳng, dã man. Ít ra mình còn có Poppit. Khoan đã, mình biết phải làm gì rồi. Mình sẽ phun keo quanh rìa của miếng Poppit. Thế này này, cứ thong thả thôi. Giờ mình cần khóa kéo. Mình sẽ nhấn khóa kéo vào keo. Giờ mình cần thêm một Poppit. Sau đó mình sẽ phun keo vào giữa. Sau đó mình dán một chú bướm lên. Bố muốn xem ba lô mới của con không? Wow, đẹp quá đi. Rất sặc sỡ đấy. Cho sách giáo khoa vào đây này. Ba lô này vừa đẹp vừa chắc chắn. Con yêu đi học vui vẻ nhé. Con cảm ơn, gặp bố sao ạ? Mọi người ơi, xem đây này. Túi đẹp quá Ava. Oh yeah, đã tày quá. Đây là cái cặp đẹp nhất quả đất. Để xem, nên chọn cái nào nhỉ? Cái này đi. Tốt, khoan, mình cần lấy một thứ trong phòng kia. Gì thế? Sao con lại hét lên? Con đạp lên cục đồ chơi, đau quá. Nhìn chân con này. Ồ con yêu, chắc chắn sẽ rất đau khi đạp lên cục đồ chơi. Chúng toàn góc cạnh sắc thôi. Nó cho mình một ý tưởng. Mình cần một đôi giày và súng bắn keo. Dĩ nhiên rồi. Đủ rồi đấy, bây giờ chỉ cần dán cục đồ chơi lên. Tiếp theo là dán thêm một số cục nữa lên giày. Vài cục nữa thôi là xong rồi đấy. Được rồi, cục màu hồng nhỏ này là cục cuối cùng. Đây con yêu, bố làm cho con một đôi giày đặc biệt này. Đây là đôi giày đẹp nhất quả đất. Ôi, con thích lắm, cảm ơn bố nhiều. Không có chi, con yêu, giờ chân con đã được bảo vệ. Thật sự rất đau đấy. Bố có sao không? Bố không sao, con yêu. Ok, con sẽ vào bếp xem có món ăn vặt nào không. Ôi, có đồ ăn vặt ở đây thật này. Có kẹo và bỏng ngô. Mình thích cả hai món này. Mình sẽ bắt đầu với một ít kẹo vì chúng ngọt. Yay, kẹo. Mình sẽ sắp xếp chúng theo thứ tự. Mình có thể làm cầu vồng từ số kẹo này. Cầu vồng rất đẹp. Ồ, con yêu, con đang làm gì ở đây thế? Trời với kẹo á? Bố thấy rồi, sáng tạo đấy. Con làm cầu vồng này, nó đẹp đúng không? Đúng vậy, nó rất đẹp. Bỏng ngô. Bố ăn được chứ? Oops. Bố làm hỏng cầu vồng của con rồi. Bỏng ngô ở khắp nơi. Không, xin lỗi con yêu, chỉ là lỡ tay thôi, bố không cố ý. Đó là cầu vồng đẹp nhất mà con làm được đấy. Nghe này, bố có thể xử lý chuyện này, chỉ cần ăn bỏng ngô thôi. Bỏng ngô khá là ngon đấy. Ôi trời ơi, thôi mà, đừng khóc nữa. Chắc phải có cách gì đó chứ nhở. Bỏng ngô nổ bằng lò vi sóng và thêm một ít kẹo. Yep, mình nghĩ mình có thể làm được đấy. Để mình mở chiếc túi này ra một chút. Và giờ chỉ cần đổ một ít kẹo vào trong. Giờ cho chiếc túi này vào lò vi sóng và bắt đầu cho nó nổ. Con yêu, đừng buồn nữa. Bố đang cố gắng xử lý này. Có tiếng kêu. Bỏng ngô nổ bằng lò vi sóng đã xong. Chỉ cần đổ ra tô. Tuyệt vời. Kết quả đúng như mình kỳ vọng. Con yêu nhìn này. Wow, đẹp quá. Bỏng ngô này có nhiều màu ghê. Vậy con nghĩ sao? Con muốn lấy cái này và xem một bộ phim không? Yay, xem phim và ăn bỏng ngô sẽ rất vui đấy. Sẽ rất vui. Ăn một ít bỏng ngô đi. Rất ngon phải không? Kết quả thật mỹ mãn. Yeah, nó rất ngon. Phim này cũng khá hay nữa nhở. Hiệu ứng rất tốt. Đây là một cách hay ho để trải qua buổi tối nhỉ. Hình như ai đó khá mệt rồi. Mình sẽ đắp chăn cho con bé. Ngủ ngon nhé con yêu. Dễ thương quá. Wow, có vẻ mình cũng khá mệt rồi. Chà, để mình tắt chương trình và đi ngủ thôi. Có chuyện gì vậy? Mình đang ở đâu đây? Chúc mừng sinh nhật. Đây là mũ sinh nhật của con.
Yay, cảm ơn, con thích mũ này lắm. Giờ con ở yên đây nhé, bố quay lại ngay. Mình để bánh sinh nhật ở đâu nhỉ? Đúng rồi, mình để nó vào tủ lạnh để không ai biết. Đây rồi, để mình lấy nó ra cho bớt lạnh. Được rồi, chiếc bánh sinh nhật cho con gái bé bỏng. Phải tự công nhận là chiếc bánh sinh nhật khá đẹp đấy. Oh, đúng rồi, mình cần mời một vài người bạn đến. Hey, cháu có muốn đến dự tiệc sinh nhật không? Chúng ta sẽ vui chơi và có bánh sinh nhật nữa. Cháu sẽ đến. Cháu á, cháu rất vui khi được mời. Phew, mời đủ hết mọi người rồi. Ôi không, mình đã làm gì vậy? Bánh sinh nhật. Ôi không, mình làm hỏng hết phần này rồi. Phải làm gì bây giờ? Phải có cách nào đó xử lý chuyện này chứ nhỉ? Nhưng làm sao sửa bánh sinh nhật bị hư? Mình đâu phải thợ làm bánh. Khoan, trong cái bát kia là kẹo hả? Biết đâu mình có thể sửa mọi thứ nếu cẩn thận. Trước tiên mình sẽ dùng dao cắt phần bị hỏng này ra. Xong xuôi, mình sẽ để miếng này lên đĩa bên đây. Giờ đến bước dùng kẹo, hy vọng nó có tác dụng. Chỉ cần gắn chúng vào phần bánh đã cắt này. Có vẻ được đấy, phải tiếp tục làm. Nó phải trông thật đẹp. Kết quả thật sự khá đẹp đấy chứ. Có gì mà kẹo không làm được không ta? Nhưng cần nến sinh nhật nữa. Con yêu. Dạ bố. Ôi trời, đây là bánh sinh nhật của con sao? Wow, nó có kẹo ở trên và nó màu hồng. Yay, tất cả bạn bè của mình nè, họ đến để cùng mình chúc mừng sinh nhật. Mình nghĩ đã đến lúc ước và thổi nến rồi. Sinh nhật vui nhất từ trước đến nay luôn. Vroom, vroom, con tàu này đang bay trên không? Oh, nhiều hàng hóa quá, nặng ghê. Để mình đặt chúng lên bàn này cái đã. Nhìn chiếc bánh này. Mình mê bánh lắm. Mình sẽ ăn hết cái bánh này. Khoan, có lẽ mình nên cắt một miếng thôi. Mấy quả cà chua này tươi ghê. Con yêu, con. Dao á, con đang làm gì với dao đấy vậy? Này, để nó xuống, con sẽ cắt chúng tay đấy. Dừng lại, mẹ sẽ cứu con. Úp. Hả? Tiếng động và sự rung chuyển này là gì vậy? Đưa mẹ cái đó, con biết quy định về việc dùng dao mà. Con muốn ăn miếng bánh và con cần dao. Con dùng dao rất nguy hiểm đấy. Đây, để mẹ làm cho con một cái dao giấy. Chỉ cần thêm tay cầm vào lưỡi dao giấy này. Đây con yêu, con có thể dùng con dao này. Yay, một con dao dành riêng cho con. Giờ con có thể ăn bánh rồi. Con sẽ cắt một miếng thật lớn, con mê bánh lắm. Mẹ biết mà. Và giờ mẹ có thể làm việc tiếp khi biết con an toàn. Mình để cà chua ở đâu rồi nhỉ? Bánh ngon nhất chưa từng thấy. Ngon thật sự. Mình muốn ăn thêm. Hai miếng nữa, mình sẽ nhét hết nó vào miệng. Quá ngon. Mẹ mua kẹo nữa kìa. Mình thích kẹo và sô-cô-la. Phủ, cuối cùng cũng xếp xong túi hàng hóa này. Khoan, thằng bé vẫn đang ăn bánh ở kia sao? Con đã ăn hết cả cái bánh và chocolate đó sao? Con lấy kẹo ở đâu thế? Chắc mình đang tưởng tượng thôi. Mẹ kỳ lạ ghê. Không tin nổi thằng bé lại ăn hết cả cái bánh. Nguyên cả cái bánh đấy. Không, nhưng con muốn ăn. Không, con đã ăn quá nhiều rồi. Mẹ dữ quá. Người mẹ xấu tính nhất trên đời. Giờ mình còn phải dọn dẹp đống lộn xộn này nữa. Và mình không hiểu nổi nó đã lên ăn hết sô-cô-la như thế nào. Nó cho mình một ý tưởng hay. Để mình cho một ít sô-cô-la này vào tô. Mình sẽ bỏ sô-cô-la vào lò vi sóng để nó chảy ra. Nhưng không được để quá lâu. Xong rồi, có vẻ được rồi đấy. Mình không muốn nấu quá lâu đâu. Tan chảy hết rồi. Giờ chỉ cần đổ nó vào khuôn này. Nhìn đống sô-cô-la tan chảy kìa. Thơm quá. Cuối cùng cũng xong. Tất cả sô-cô-la đã đổ vào khuôn. Và giờ nó cũng đã cứng lại. Không còn lỏng nữa. Có nghĩa là đã có thể lấy sô-cô-la ra khỏi khuôn rồi. Chỉ cần cắt xong bông cải này nữa thôi. Chỉ cần cắt thêm vài lần nữa là được. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Con đói quá. Con muốn ăn vặt. Đây này. Con có thể ăn vặt bằng món này. Gì vậy ạ? Súp lơ á? Kinh lắm, con không ăn đâu. Không ngạc nhiên, rất ít trẻ em thích súp lơ sống. May là mình có cái thớt mới này, vì mình cần ít đồ ăn vặt. Ngon quá. Mình sẽ xem TV, chắc là video mình thích nhất. Hả? Chương trình gì đây? Mình chưa từng xem. Wow, hình xăm. Hình xăm chất ghê. Mình thích người nghiện nhất. Anh ấy tuyệt nhất.
Ước gì mình là người nhện, mình sẽ là người giỏi nhất. Hey, cái gì đấy? Hình xăm nữa. Mình muốn có hình xăm, chúng rất ngầu. Mình cũng muốn ngầu. Xong hết hôm nay rồi. Hey, đứng lại đó. Con đang đi đâu thế? Con đi xăm. Đợi đã. Gì cơ? Tuyệt đối không được. Được thôi. Thề luôn, đứa trẻ này và những ý tưởng của nó đúng là nghịch ngợm luôn. Không biết chương trình yêu thích của mình có tập mới không nhở? Chào mẹ. Chào con yêu. Ôi trời, con làm gì thế này? Con vẽ lên đầy cánh tay rồi. Đó là hình xăm đấy mẹ. Ngầu đúng không ạ? Không không không, chúng ta phải lau sạch. May là mực của cây bút vĩnh cửu này chưa khô. Nhưng mẹ, đó là hình xăm của con. Con tự vẽ đây. Hình xăm của mình mất hết rồi. Thật bất công. Mẹ xin lỗi con yêu, nhưng con còn quá nhỏ, không xăm được. Mẹ có thể giúp đây. Để mẹ dùng đầu nắp này đánh dấu những vòng tròn. Và giờ dùng cây bút này để đồ theo các vòng tròn đấy. Lúc sau có thể rửa sạch được nếu cần. Và giờ mẹ chuyển sang cây bút màu đỏ này để vẽ thêm màu. Kết quả khá là đẹp đấy. Viền hình màu đỏ bằng mực màu đen để nó nổi bật. Sau đó lại dùng màu đen vẽ theo hình đó. Ok, đẹp rồi đấy. Còn biết sao không, mẹ nghĩ chúng ta có thể dùng thêm màu xanh. Chúng ta sẽ vẽ một hình nữa ở hai bên này, nhưng phải đảm bảo các đường màu xanh trông giống nhau. Giờ tô thêm vào những đường này, sau đó thêm một ít ở phía trên, và thế là xong, còn nghĩ sao? Wow, một hình xăm giống thật, tuyệt quá. Yeah, mình ngầu nhất luôn, cảm ơn mẹ. Không có gì chàng trai của mẹ. Mình ghét buổi sáng. Thả ở trên giường con hơn, để rửa mặt cho tỉnh thôi. Nhìn tóc mình này, nhớ tổ quạ. Mệt quá. Ghê quá, mới ngủ dậy. Mình cần đánh răng. Xong là sẽ có hơi thở bạc hà thơm mát. Bàn chải đánh răng đâu rồi? Ở ngay đây mà. Kỳ lạ thật. Nó đâu mất rồi? Không, không thể thế này được. Phải làm gì bây giờ? Nhà vệ sinh. Không, không có trong đó. Biến mất rồi. Mình không có thời gian cho việc này. Chắc hẳn nó phải ở quanh đây. Mẹ ơi, mẹ đang bận. Không thể nào biến mất được. Có ở dưới đây không? Xem con làm gì này. Con tự làm đây. Đẹp lắm con yêu. Con cũng nghĩ vậy. Chắc bàn chải mất thật rồi. Khoan, bàn chải của mình. Trong khay cát vệ sinh cho mèo. Chắc là con mèo rồi. Không dùng được rồi. Kinh quá. Giống như hơi thở của mình vậy. Thật là kinh khủng. Mình cần nghĩ ra thứ gì khác. Chờ đã, tìm ra rồi. Có thể dùng ly câu. Làm thôi. Mình sẽ trượt chổi cọ lên thanh này. Sau đó sẽ thêm nhiều mảnh hơn. Mình muốn có nhiều màu sắc. Trông thật tuyệt. Hay là có ngay bản trải mới. Hãy thử xem nào. Tạm biệt hơi thở bốc mùi nhé. Bắt đầu. Hiệu quả thật. Răng của mình sẽ phát sáng luôn. Chừng đó đủ rồi đấy. Xúc miệng thôi. Chả tiện thật đấy. Mình sẽ giữ cái này. Tóc mình. Nó rối bù. Phải chải lại thôi. Nhưng mà lược đâu rồi? Mẹ ơi. Sao thế mẹ? Cái này cho mẹ. Con làm được sao? Mẹ cần mà. Cảm ơn con yêu. Hiệu quả thật. Tóc mình chưa bao giờ đẹp thế. Kẹo. Đúng món mình thích. Phải lắp tiếp Lego thôi. Không, không phải. Không thể tin được. Lắp Lego là hay đói lắm. Mình cần thêm kẹo. Mọi thứ vẫn ổn. Giải lao ăn kẹo. Hết rồi sao? Không thể nào. Đó là một cơn ác mộng. Mẹ ơi, giúp con. Ôi không. Mẹ phải làm gì đó. Mình gọi lại sau nhá. Sao lại thế này cơ chứ? Không sao đâu con yêu. Mình cần suy nghĩ một chút. Để xem nào. Mình biết phải làm gì rồi. Mình cần các khối Lego. Xây dựng các bức tường cho hai bên. Ghép chúng lại với nhau. Sau đó thêm nhiều khối hơn lên trên. Làm thành một ngăn kéo nhỏ. Cái này vào đây. Đây là mảnh cuối cùng. Để cho Max xem nào. Wow. Gì vậy ạ? Nhìn kỹ hơn đi con. Thú vị thật. Con vẫn chưa hiểu. Mẹ gợi ý đi ạ. Chúng ta sẽ cần kẹo. Xem này. Mẹ sẽ bỏ phần này đi và đặt kẹo vào bên trong. Nhét đầy kẹo vào trong và đậy nắp lại.
Đây là máy nhả kẹo. Wow, thật tuyệt vời. Cảm ơn mẹ. Miễn là con vui. Này, xin lỗi đã ngắt quãng nhá. Mình muốn thêm kẹo. Mình có thể làm quen với điều này. Thật tuyệt vời. Chúng ta nên đi ăn trưa. Khoan, mẹ. Mẹ ơi, có vấn đề rồi. Còn ăn hết rồi sao? Không còn cái nào. Cho con. Của con đây. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Ú, gì đây? Hay nó giống như cánh cổng bí mật đến một vùng đất huyền bí? Chỉ có một cách để khám phá ra. Không, tôi đặt áo màu phớt hồng, chứ có phải màu hồng kẹo ngọt đâu. Xem nào, chỉ cần với tay một xíu. Đảm bảo nếu... Jared! Không, dừng lại! Chắc là sẽ vui lắm cho mà xem. Còn nghĩ mình đang làm gì hả? Mẹ đã dặn không được làm thế mà. Không công bằng, rõ ràng là có cổng bí mật ở đằng sau. Đừng khóc mà, xem mẹ có gì này, con sẽ thích đó. Cho con. Phù, chậm xíu thì. Có khi dùng được cái nắp nè. Nhìn xem, kích cỡ vừa đúng luôn. Không thử sao biết, mình sẽ thêm vài túi sữa chua uống nữa. Mình sẽ cắm đầu túi vào ổ điện và xoáy nắp. Cái này sẽ ngăn những ngón tay tò mò. Và giờ thì mình có thể thư giãn rồi. Vâng, tôi muốn đặt áo màu xanh dương nhạt, không phải xanh đậm. Và đã đến lúc khám phá cánh cổng kỳ diệu. Hả? Chuyện gì thế này? Trời, chán như con rán. Biết ngay sẽ hiệu quả mà. Giờ mình cần trang bị khắp cả nhà cho chắc ăn. Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đi ngủ thôi. Ồ, nhưng con chưa buồn ngủ. Ngủ ngon nhé con yêu. Bố đi chưa? Mình chưa muốn đi ngủ mà. Mình chỉ muốn chơi thôi. Mình thích slime này. Nó vừa dẻo vừa dai này. Em có muốn thử không búp bê? Đúng vậy, ăn hết đi nào. Ồ, ok, chị cũng thử xem. Hả? Chưa gì đã sáng rồi sao? Ôi không, chuyện gì vậy? Nhìn tóc em kìa, dính toàn slime rồi. Nó nhằng nhằng luôn ấy. Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Madison, sao vậy con? Búp bê của con. Ôi, đúng là thấy ghê quá. Nó dính chặt vào tóc rồi còn đâu. Khoan, đây là slime à? Úi, chắc là thế ạ. Đưa đây cho bố. Con biết nhà này không được có slime à? Giờ để xem chúng ta có thể làm gì với mái tóc. Bố chẳng biết mình có thể làm gì nữa. Vội cũng chẳng sạch được đâu. Nhưng bố có một ý tưởng. Bố sẽ cạo chọc đầu cho búp bê. Bố ơi, bỏ dao cạo xuống đi. Không. Việc này bố làm nhanh thôi. Kiểu đầu chọc sẽ hợp đấy. Thật ra cạo thấy thích tay ghê. Wow, nhìn đầu búp bê bóng loáng luôn kìa. Đấy, bố xong rồi. Nhìn xinh chứ. Nói xin chào búp bê mới đi này. Bố sao vậy ạ? Nhìn mà xem. Bố đã cố hết sức. Chả hiểu con muốn bố phải làm gì nữa. Mà chờ một chút. Bố có một ý hay. Mình có thể dùng len. Với phần tiếp theo, mình sẽ cần một cây kim. Mình sẽ khâu vào búp bê và kéo ra ở bên kia. Sau đó mình sẽ tháo kim ra. Giờ mình sẽ làm tương tự với sợi màu vàng. Mình sẽ móc sợi này ngay bên cạnh sợi đầu tiên. Mình sẽ tiếp tục làm việc này cho đến khi hoàn thiện mái tóc. Như vậy thôi, đẹp quá đi. Cứ như búp bê có cầu vồng trên tóc vậy. Con thấy sao nào Madison? Con thích lắm ạ. Nhiều màu sắc quá đi. Con cảm ơn bố, bố là nhất. Chuẩn, không cần chỉnh. Có khi bố sẽ tạo kiểu tóc giống như búp bê của con. Mình phải bày biện cốc ra. Con đang mở tiệc trà đấy phải không? Cứng quá đi. Ấm trà của mình đâu rồi? Trà mới pha luôn đó. Tớ biết các cậu sẽ rất thích mà. Và tớ có kẹo nữa này. Đừng lo nhé, có đủ cho tất cả mọi người. Và tớ còn có một món ngon nữa. Chúc chích thơm ngon đây. Khoan, thế có đủ không? Có tận 3 người. Nhưng chỉ có một cây xúc xích. Thế thì không ổn rồi. Hay là mình bẻ xúc xích làm 3 miếng nhỉ? Con làm được mà. Cho xúc xích biết ai là sếp đi. Không bẻ được. Úi giời. Úi, con xin lỗi. Chuyện gì vậy hả? Có tận 3 đứa cơ ạ. À rồi, đúng là có vấn đề. 1, 2, 3, thế mà chỉ có một cây xúc xích. Chúng ta cần nghĩ cách xử lý. Bố đã có giải pháp rồi. Ở đây, có dụng cụ nhỏ này. Đúng thứ mình cần rồi. Alo, cho tôi đặt đơn hàng nhé. Nhìn mà xem Madison. Nó sẽ nhanh chóng cắt nhỏ xúc xích. Chúng ta thử nghiệm thôi nào.
bố sẽ mở nó ra và đặt xúc xích vào phần giá đỡ. Những thanh kim loại này sẽ cắt nhỏ cây xúc xích ra, như thế này. Wow, thật là dễ dàng. Quả là một phát minh hay ho. Wow, lùi lại đi. Từ từ đã con yêu, bố sẽ đặt lên đĩa cho con. Mời quý cô. Con xin. Há miệng nào. Bố phải làm sao nếu không có con chứ? Công nghệ thật tuyệt vời phải không nào? Tận hưởng tiệc trà đi nha bé con. Ăn nở Teddy ơi. Đúng là chú cún ngoan. Bài này hài lắm, dạo này trong vùng có tên trộm mèo cơ đấy. Hả? Bố đùa thôi mà. Ồ phải, bố hiểu rồi, Madison. Gì thế hả bố? Con đưa cún đi dạo một vòng đi này. Không thành vấn đề, con cần chuẩn bị xíu. Ok, xong rồi. Đi thôi cún. Khoan, nhớ mang túi hút phân này. Khiếp, con không muốn đâu. Rồi, bố sẽ đi cùng. Thôi đi nhanh còn về nào. Đã định hôm nay lười biếng rồi. Đi chơi vui phải không nào? Sao thế? À phải, giải quyết việc đại sự. Này, ai cũng phải làm chuyện đó. Phủ, dạo này con đã ăn gì vậy? Cục này của con đấy. Trình bố đòi nuôi chó cơ mà. Ok. Sao bố phải làm cái việc ghê này chứ? Bố đâu có muốn động vào. Hồi quá. Xin lỗi, bố bó tay thôi. Vẫn phải dọn chứ. Đúng rồi, bố có thể dùng kẹp càng cua. Bố sẽ dùng kẹp để hốt phân. Xem mà học đi. Bố sẽ lồng vào bên trong túi. Sau đó bố sẽ gắp phân thật dễ dàng. Không hề phải động tay vào nhé. Giờ thì kéo túi bóng lên thôi này. Vậy là đã hoàn thành. Vứt túi này vào thùng rác. Con gái thấy bố có sáng tạo không nào? Bố đeo lại kẹp càng cua cho con nhé. Đi thôi. Xem bố có gì này. Rau xanh ngon và mát đây. Và một xô gà chiên siêu bự. Bố sẽ thưởng thức bữa ăn này. Thơm ngào ngạt. Hả? Sao thế con? Mình cần nói chuyện. Bố ăn gà, còn con phải ăn cái này. Này, bố không tạo ra quy tắc. Đây này, xem biểu đồ đi. Con có thấy gà chiên ở trên đó không? Ồ, chán chốt. Đúng rồi, chúng ta hãy chơi một trò chơi. Khoan, ý con là... Ok, bố thích thử thách đấy chứ. Nếu con thắng, mình đổi thức ăn. Bố thích cá cược đấy. Chơi luôn. Bố có kem đây. Con sẽ phải hối hận cho mà xem. Yeah yeah, sao cũng được. Ok, xong rồi đấy. Vào này, hồi hộp muốn rớt tim. Mình có linh cảm tốt về lần này. Phủ, không có gì. May mắn của người mới thôi. Đến lượt bố, chắc chắn sẽ chẳng có gì đâu. Không. Yay, con thắng. Không công bằng gì cả. Lúc nào bố cũng nói thế. Giao nộp gà cho con đi. Thế này mới đã chứ. Bố nói đúng, gà này thơm nức mũi luôn. Này, đợi đã. Mình chơi thêm một vòng đi. Thôi khỏi ạ. Thôi thì cũng đáng thử. Mình ghét ăn rau mà. Không, không. Madison, con lại rơi khỏi giường đấy à? Sao con bé vẫn ngủ được cơ chứ? Lên đây này. May mà mình đã nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo. Cái này sẽ giữ con bé nằm yên và không còn rơi xuống nữa. Hả? Sao con bé làm được? Đêm nào cũng như đêm nào. Nhưng mình đã nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ đặt phao ống tập bơi dọc theo mép của khung giường. Mình đã cắt một đường theo chiều dọc nên gài vào rất dễ. Khi Madison lăn sang đây, xốp sẽ giống như tấm cản vậy. Con bé sẽ không rơi xuống nữa. May quá, có tác dụng rồi. Mình phải khẽ tiếng mới được. Chắc chắn bạn sẽ phải dùng que thử thai vào một thời điểm nào đó trong đời. Nhưng không phải cô gái nào cũng phản ứng như nhau đâu, dù cho họ nhận được chính xác cùng một kết quả. Tuy nhiên, la hét có lẽ là hiệu ứng của tất cả mọi người nhở. Đôi khi chúng ta thấy bà bầu vui vẻ, nhưng cũng có bà bầu cáu kỉnh. Hai quý cô bụng bầu siêu thèm ăn. Trông ngon quá à. Em bé nhà tớ đang thèm cà chua lắm. Ngon quá. Tớ không chắc về món này lắm. Miễn là nó ngọt là được nhở.
Không được, ghê quá đi mất. Trả lại nhà bếp giùm tôi với. Xin lỗi quý khách ạ. Ai gọi món đó vậy trời? Chuẩn, không cần chỉnh. Khoan, lại đây nào. Tôi dặn là mayo, mù tạt, xà lách, dưa chua. Dạ, xin chờ chút ạ. Em nghĩ chị ấy sẽ thích cái đồ này đó ạ. Chị thích ăn cả ngọt lẫn mặn đúng không? Điều chị mong muốn chính là mệnh lệnh của em. Em sẽ đổ thật là nhiều luôn. Đó, và giờ tới kem tươi. Em đoán là chị thích nhiều kem phải không ạ? Oh yeah, thế mới được chứ. Trông cái đó cũng ngon phết đấy. Không thể quên cốm rác được nhờ. Xong rồi, chúc chị ngon miệng. Cô gái đó phục vụ tốt thực sự. Xin chào tinh bột. Vào bụng chị ngay đi nào. Không có thịt thì hơi thiếu thiếu. Cứ như sinh nhật của mình ấy. Hết sảy con nhà bà Bảy. Oh yeah, ngon muốn khóc luôn. Tớ chưa bao giờ hạnh phúc thế này luôn á. Có bầu thật là vui, đúng không Bella? Thực ra thì tớ thấy hết muốn ăn rồi. Ôi trời, đây là cái phòng hay cái chuồng lợn thế? Cứ như đầy thích dọn dẹp lắm vậy. Sẽ mệt lắm cho mà xem. Đứng thế này chắc được nè. Bella ơi, anh về rồi đây. Em dọn nhà cho anh rồi nè. Đừng nói gì nữa anh yêu ạ. Em biết anh vất vả cả ngày nay rồi. Đầu óc thì căng thẳng. Cứ thư giãn và thưởng thức chút cà phê nào. Làm móng dễ chịu quá. Em đúng là cô vợ đỉnh nhất thế giới. Chúng ta là một gia đình đỉnh của chóp mà. Đói mờ cả mắt. Oops. Mình không muốn ăn miếng đó đâu. Mình còn chẳng thể cúi xuống để nhặt mới chán. Bực thật. Anh yêu ơi, sao vậy em? Em làm rơi bịch bim bim rồi. Cả bít tất nữa. Rồi. Nhớ nhặt hết lên nhớ cưng. Dưới này bừa bộn kinh khủng. Này, gác thế này dễ chịu phết. Tiếp tục dọn đi. Bầu bí khổ thật đấy. Cho cả mẹ lẫn bố nữa. Chà, chỉ có mình anh thấy vậy thôi. Ơn giời, con ghế nè. Con yêu có mệt không? Em sờ nhé. Có khi em bé sẽ đạp đấy. Wow, em bé đang lớn này. Diệu kỳ thật đấy. Oh wow, tôi sờ được không? Cảm ơn nhé. Xin chào bé con dễ thương. Nè, càng đông càng vui nhở. Mình được ngồi nghỉ là thoải mái rồi. Chắc còn lâu ngón tay mình mới lành. Đồng ý hai chân hai tay luôn. Trò nhớ đời, đừng có mà chạm vào bụng bầu nữa nhá. Ít ra, trước khi đấy phải hỏi xin nữa chứ. Đáng sợ quá phải không? Muốn chạm vào bụng bầu của tôi nữa sao? Muốn kiếm chuyện không? Gì vậy? Thử quay lại đây mà nói với tôi này. Chạy đi. Đồ hâm. Và giờ cái ghế là của riêng mị nhá. Oh yeah. Chỉ còn mẹ với con thôi bé yêu à. Không còn cái tay nào nữa. Hóa ra là em bé ăn cái này. Hay thật đấy. Mình sẽ tự làm thức ăn cho con. May mà mình đã có sẵn những món đồ cần thiết. Ngon lành rồi đây. Mong là con mình thích ăn chuối. Chỉ một chút thôi. Không cần nhiều đâu. Xuất sắc. Nhiệt độ nước phải chuẩn đó nha. Và xịn, đúng là thế đấy. Giờ thì xem ảo thuật này. Vẫn ổn áp nha. Giờ thì lắc lắc một xíu nè. Có vẻ ổn rồi. Cứ phải kiểm tra cho chắc ăn.
thơm quá đi. Cũng ngon phết à nha. Con yêu thích không nè? Ồ, dễ thương quá. Không ngờ mình là mẹ khéo đến thế. Hả? Trẻ con ăn cái gì cơ? Nghe hay phết nhở? Nhưng mình phải tự pha sao? Chắc cũng không khó lắm đâu ha. Úi giời, đâu có ai thấy đâu. Mong là cái bàn này sạch. Gì nữa đây? Một chút nước à? Không biết có ngon không. Quấy đều lên phát nào. Kinh quá. Khiếp, con yêu thích không vậy? Wow, con bé trông hơi tức giận nhở. Mẹ không bắt con ăn thứ đó đâu. Nhưng mà mẹ con mình thích ăn hot dog. Và đây chính là món tủ của mẹ đó nha bé. Vào trong chai nè. Combo này là xuất sắc rồi. Mặn ngọt tuyệt đỉnh. Mong là con thích nụ bạch hoa. Xì, cứ thêm chút nữa mới đủ. Nhưng mình suýt quên mất phần tuyệt đỉnh nhất luôn. Một chai coca mát lạnh nữa. Em bé uống coca được mà nhở? Mình thông minh hết sảy. Chỉ một xíu thôi. Tuyệt vời ông mặt trời. Xong bữa tối rồi bé con. Màu trông hay phết đấy nhở? Con thích không bé cưng? Mình đúng là bà mẹ đỉnh nhất năm. Ôi, con yêu, khóc nhè à. Cậu giao hàng đến rồi. Đây rồi con yêu. Đúng là nhanh thật đấy. Nóng lòng quá đi. Mong là đủ hàng. Cưng xỉu luôn nè. Đồ của con nhỏ và dễ thương quá đi. Nhìn thôi đã thấy yêu quá trời. Tuyệt quá. Thế nào cũng xinh lắm. Thêm một món nữa vào tủ theo tuổi của con mình. Cũng nhiều phết rồi đấy. Cưng quá. Quần áo thế này là sắp đủ rồi. Ổn áp nhé. Bắt tay vào việc thôi. Làm quần áo cho con yêu của mẹ nào. Dùng mắt là chuẩn rồi. Chắc phải vẽ phác trước cho dễ. Ồ, tay áo bé xíu nè. Đến phần hay ho rồi đây. Cắt cắt cắt. Đó, có khó gì đâu. Bực góc này thế nhở. Rồi. Không ổn lắm nhở. Cái áo này mới đúng nè. Dùng ghim dập là xong hết. Có cái này thì ai cần máy khâu cơ chứ. Xong. Nhìn áo bé xinh quá này. Kích cỡ chuẩn như Lê Duẩn luôn. Mình sẽ làm được, mình sẽ thắng. Hey, sao rồi con? Đợi đã, con vẫn chơi từ nãy đến giờ sao? Vâng ạ. Sao cũng được. Đợi đã, mình đang làm gì vậy nè? Xong rồi, phải đi ngủ thôi. Kỳ lạ quá. Không hay rồi. Mẹ nó sẽ giận lắm cho xem. Mình phải xử lý chuyện này. Hey, bố làm gì vậy? Justin, ngồi thẳng lên, bố nghiêm túc đấy. Phải làm gì đây? Không thể để lâu hơn nữa. Chỉ có một cách thôi. Đừng cử động. Đây là lỗi của con đấy Justin. Bố đang cố giúp con đấy. Bố sẽ quấn thắt lưng quanh người con, sau đó thắt lại đằng sau như thế này. Xong, như vậy mới phải chứ. Thật ra cảm giác cũng khá dễ chịu. Cảm ơn bố. Được rồi, mình đi ngủ tiếp đây. Bố ngủ ngon. Và tớ vẫn đeo nó. Xem nè. Đợi đã, các bạn nghĩ ông ấy. Thôi nào, đây là kết thúc có hậu đấy.
Vui quá, mình có thể làm việc này cả ngày, vui ghê. Không giống mấy món đồ chơi này. Nhưng giờ mình buồn quá, không còn gì để phá nữa. Oh chào, khoai tây chiên này ngon quá, nhưng hơi bẩn một chút. TV có gì không nhở? Bình thường, còn gì tuyệt hơn một ngày lười biếng chứ. Hết khoai tây chiên rồi. Sao người tốt hay gặp chuyện xấu vậy nhở? Phải đi mua thêm rồi. Đợi đã, đồ này không đi được. Phải đi thay đồ thôi. Nhìn này mới đúng nè. Không Chris, em không thể. Có chứ, và em đang tận hưởng mọi khoảnh khắc. Anh thấy sao, đẹp đấy chứ. Tại sao em lại làm vậy? Xem này. Oops. Em cắt túi xách của anh luôn. Và tiền nữa. Em bị sao vậy? Bình tĩnh. Nói gì đây, em là nghệ sĩ mà. Này Justin, nhìn áo thun của em nè. Em có thể làm một cái cho anh. Em làm anh bực quá. Thôi đi nào. Mình biết phải làm gì rồi. Mình cần mặc lại chiếc áo thun bẩn. Đưa anh cái kéo đó. Mình sẽ điều chỉnh một vài chỗ. Dễ ẹt. Giờ mình sẽ nâng qua đầu. Nhưng không qua hết. Mình sẽ thắt một nút trên áo. Nó sẽ tạo ra một chiếc túi mua sắm đẹp. Đựng được rất nhiều. Không được đụng vào nó nhá. Đi đây. Mình thích nghĩ rằng mình đã truyền cảm hứng cho anh ấy. Làm cho xong cái này thôi. Rồi mẹ ơi. Chào con, cục cưng. Nhìn con này mẹ. Con chạy rất nhanh. Mẹ thấy rồi. Mẹ đang cố gắng đọc sách mà. Con chóng mặt quá. Cẩn thận đấy. Mẹ bắt này. Ôi, đáng lẽ không nên như thế. Đủ rồi. Con ngoan mà mẹ. Con chán quá. Sao con không chơi Lego? Cũng vui mà. Cho con. Xây được gì nhở? Giúp con đi mẹ. Đừng có như thế chứ. Mẹ biết phải làm gì rồi. Mẹ có thứ này. Gì vậy mẹ? Điện thoại của mẹ sẽ phụ trách. Chỉ cần chụp một bức ảnh các viên Lego, nó sẽ đưa ra ý tưởng. Nhìn xem này. Wow, thật tuyệt vời. Chính là cái này. Hãy làm một con cá sấu. Thật là dễ dàng. Con nghĩ sao? Hay mà, đúng không? Wow. Con thích lắm. Cảm ơn mẹ. Giờ thì mẹ có thể đọc sách. Em ơi, ghê quá. Tớ đã bảo đây là ý tồi mà. Khoan, cái bồn cầu. Cậu nhìn nè. Em sẽ đi theo chị vịt nhỏ. Chúng mình đã sẵn sàng. Nhìn kìa, nước đang chảy ra từ miệng nó. Và tay tớ đã sạch rồi nè. Cậu đang làm gì vậy? Tớ định rửa tay trong bồn cầu chứ sao nữa. Không đây nào. Tớ trúng số rồi. Đừng lo, tớ sẽ tìm trợ giúp. Quái quái. Cứu tôi. Có mẹ đây. Wow, quá trời tiền luôn nè. Thật không thể tin nổi. Hôm nay là ngày tuyệt nhất. Mình cần đột kích cái bồn cầu. Ghê quá. Con đã ăn cái gì vậy? Mệt dã man. Mình sẽ chờ mất một lúc. Đã đến lúc thay đổi diện mạo. Mẹ sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem. Hẳn mình đã ngủ quên mất. Mẹ có thích thức mới không? Hả? Đưa cho mẹ. Không, của con ăn rồi. Có lẽ con sẽ đổi ý đấy. Không đâu. Ok, xe hơi thì sao nào? Hả? Không, con là em bé mà. À, đúng rồi. Wow, thật là tuyệt vời. Mẹ cho con. Dùng thế nào nhỉ? Cầm lấy nè. Hả? Bắt đầu hay ho rồi đấy. Để mẹ giúp bé. Wow, hay quá đi mất. Khoan, cho nó vào đồ chơi ạ. Ok, con làm được ạ. Bây giờ con kéo cần gạt xuống. Mẹ ơi, cậu ấy đang mọc mắt. Mẹ có nhìn thấy không? Mình có thể chơi trò này suốt. Mình sẽ cắt tóc cho cậu ấy. Đây là cơ hội của mình để tỏa sáng. Mau qua đây nào. Mình sẽ tạo cho cậu một kiểu tóc mới toanh. Cắt, cắt, vui hết rồi mẹ ơi. Ít nhất tóc mình vẫn an toàn. Wow, thích dã man. Mình đã tìm thấy niềm đam mê mới. Đừng hòng nghĩ đến việc đó. Các mẹ, sao con lại làm thế? Con thấy mẹ xinh mà.
con liệu hồn với mẹ đấy. Tuyệt, áo len của mẹ hỏng mất rồi. Hôm nay có thể tệ hơn nữa không? Mẹ sẽ thích áo len này. À, mẹ à. Khoan, nó đâu mất rồi? Cũng vui đấy chứ. Mình phải làm gì bây giờ? Mà chờ một chút, mẹ đã nghĩ ra một ý hay. Mình sẽ cắt bìa cứng thành hình dạng cơ thể. Tiếp theo mình cần trang trí nó. Bây giờ mình cần sơn. Màu hồng này rất hợp. Đã đến lúc thể hiện họa sĩ bên trong mình. Cũng vui đấy chứ. Rất thư giãn. Mình muốn tạo một trang phục dễ thương. Nhưng còn thiếu gì đó. Nó cần tóc. Mình sẽ dùng len từ lúc nãy. Rồi buộc len vào đầu. Ta-da! Wow, hãy nhìn mái tóc kìa. Tóc dài và suôn mượt. Nhưng phải tỉa bớt đi. Hiệu quả rồi. Đã quá đi. Đứng yên mẹ nhé. Achu. Còn đang làm tốt lắm. Đã, vậy là đẹp rồi. Wow, tóc đẹp lắm nha. Con biết mẹ sẽ thích mà. Trông mẹ thế nào? Phiu, mình vẫn còn... Màu da đi mà. Mãi vẫn không ị được. Mẹ ơi. Sao thế con trai? Con không ị được. Mẹ đã có cách rồi. Phải dọn sạch bồn cầu này đã. Mẹ sẽ cho cuộn giấy vệ sinh mini vào bồn rồi khuấy đều lên. Mẹ sẽ nhỏ vài giọt phẩm màu vào và khuấy cho đến khi hòa quyện. Giờ mẹ sẽ đặt chúng lên một miếng bìa. Mẹ sẽ dùng các màu khác nhau. Wow, nhìn đẹp quá đi mất. Khi giấy khô thì bức tranh cũng cứng lại. Còn thấy thế nào? Phòng này cũng cần tác phẩm nghệ thuật mới. Nhìn vui tươi hơn hẳn này. Wow, hay quá đi. Con cũng làm mặt giống thế. Wow, được rồi, ra rồi ạ. Giỏi quá nè. Wow, cuốn sách này hấp dẫn thật đấy. Con chào bố, con lấy nước ép cho bố này. Ồ, cảm ơn bé con. Đúng lúc bố đang khát, con là nhất. Mình thật may mắn. Con gái thật ngoan và biết quan tâm. Bố ơi. Con mời bố ạ. Ok. Mong là bố thích nó. Thích chứ. Đọc sách khát nước mà. Hoàn hảo. Ok, con đi đây. Quan trọng nằm ở tấm lòng mà. Đến đâu rồi? Sao chân mình lại ướt? Mình lại tè dầm rồi hay sao vậy? Mà chờ một chút, là Gina. Wow, con làm gì thế hả? Con muốn rót nước tới giọt cuối cùng. Dừng lại, không sao đâu, con lau được. Phủ, biết dọn là tốt. Không thể lãng phí nước ép. Eo ơi, con cho bố uống nước ấy à? Bố uống đi ạ. Thôi, bố không khát. Đưa bố cái khăn. Ôi trời ạ. Mình ghét việc lau dọn. Nhưng phải làm cho xong. Mệt dã man ấy. Hứa, có tin nhắn. Đây là gì? Xin chào, những người bạn may mắn. Cảm ơn vì đã nhấn nút đó nhé. Bạn đã từng gặp phải chuyện này chưa? Nước ngọt. Món khoái khẩu này. Không, ngập lụt rồi. Đứng dậy nào. Tại con đổ nhiều quá mà. Không thể để chuyện đó xảy ra. Đừng lo, vì đã có sản phẩm này. Con thử lại đi nào. Nhấn xuống thử xem. Con làm được ạ. Wow, nước ngọt đang chảy ra từ mỏ vịt kìa. Và không hề bị đổ. Cảm giác mới sảng khoái làm sao. Con thích lắm. Chỉ dễ thế thôi. Đúng thứ mình cần rồi. Khoan, bao nhiêu cơ? Sao mà đắt quá vậy? Mình làm gì có tiền mà mua? Không, ôi chà. Chỉ ước với mong thôi. Đâu phải muốn là có được. Không. Thôi Gina. Đưa cho bố. Sao ạ? Làm bố nghĩ ra ý này. Đầu tiên bố sẽ dán hình con voi hoạt hình lên cốc. Sau đó bố sẽ đặt chai nước ngọt rỗng vào trong. Bố sẽ đục một lỗ ở giữa con voi và cái chai này. Giờ thì cắm ống hút qua lỗ vừa đục nhé. Con thử đi này. Hồi hộp quá đi mất. Con sẽ mở nắp chai và nước sẽ chảy ra từ vòi của chú voi xinh. Đây bố ơi. Bố uống đi này. Không, bố vẫn còn. Vậy con càng được uống nhiều. Cạn ly. Đây là nước ép vắt ra từ khăn lau phải không? Tự nhiên bố hết khát luôn rồi. Nhưng cảm ơn con nhé. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Bạn đã thích video này? Đâu là phần yêu thích của bạn? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới. Hãy nhớ chia sẻ video này với bạn bè của bạn và đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để xem thêm những video tuyệt vời như thế.